Xung quanh cuộc sống chúng ta thấy những người sinh già bệnh chết, thậm chí là chưa già đã chết, thậm chí không bệnh cũng gì, cũng chết. Ví dụ như trong Kinh Dược Sư, Đức Phật nói là những người ra đời trước, kiếp trước tạo nhiều những cái duyên ác, những cái việc làm ác, cho nên đời này bị các bệnh như là chết yểu, bị rắn cắn, hổ vồ, ngã cây, ngã núi, bị sông nước cuốn trôi, bị lửa cháy. Bây giờ mình còn có một cái nạn nữa, mà ngày xưa cái nạn này gần như là gì không có, mà có thì cũng rất ít. Đó là nạn tai nạn gì nhỉ? Giao thông. Tai nạn giao thông. Một cái điểm đen, một cái nỗi đau nhức nhối, phải con thể nói là gì? Số một của người tham gia giao thông của đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Ngày nào cũng có người chết, ngày nào cũng có các vụ tai nạn ở trên khắp các đường phố, các vùng quê, các miền thôn dã, vân vân. Bình quân mỗi ngày có khoảng 25 người chết. Ngày nhiều bù ngày ít, bình quân ngày nào cũng như vậy. Mà các vị nhân thêm một năm 360 ngày, bình quân khoảng 25 người chết như vậy, chúng ta thấy khủng khiếp. Người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam chúng ta có khi còn nhiều hơn là cuộc nội chiến ở Syria bây giờ, từ năm 2011 đến bây giờ. Sự mất mát, sự đau thương chồng chất lên gì, các gia đình không may mắn mà gặp vào những tai nạn, có người gặp tai nạn giao thông. Ở trong Kinh Dược Sư không nói là chết tai nạn giao thông thuộc vào xếp vào dạng chết yểu. Vì thời xưa Đức Phật còn tại thế có đâu tai nạn giao thông kiểu đó. Vì đa số là đi bộ này, đi xe ngựa này. Mà đi xe ngựa có tai nạn ấy thì cũng có khi cả năm chả có vụ tai nạn xe ngựa nào chết người cả. Bây giờ chúng ta thì chúng ta thấy tai nạn hàng ngày, hàng giờ, trực chờ bất cứ ai tham gia giao thông. Thậm chí chúng ta thấy đi bộ trên hè phố thì đi thể dục, đi bộ trên hè phố còn bị xe máy hoặc ô tô đâm vào gì làm chết. Người nước ngoài họ đến du lịch ở Việt Nam chúng ta, mấy năm trước tôi xem một cái bài báo, người nước ngoài họ rất tuân thủ giao thông, rất tuân thủ các luật giao thông. Chúng tôi đi ra nước ngoài mấy lần rồi thấy người nước ngoài tuân thủ giao thông lắm, luật giao thông của họ tuân thủ gần như là tuyệt đối, rất ít khi thấy có người vượt đèn đỏ. Người đi bộ thì cũng tuân thủ luật giao thông của người đi bộ. Người tham gia lái xe thì họ chấp hành cái luật giao thông của người lái xe. Họ sang Việt Nam chúng ta đi du lịch, họ đi rất đúng cái phần giao thông của họ đó, đi trên hè phố. Vậy mà cái một chiếc xe từ đâu lao tới thì lao thẳng vào họ và chết tươi họ luôn ở trên hè phố. Trong khi đó họ là người đi bộ, tuân thủ luật giao thông, đi trên hè phố, chứ không phải đi xuống lòng đường. Chúng ta thấy. Nhưng mà Việt Nam chúng ta thì xe máy lao trên hè phố thì vun vút, đúng không? Các vị cứ đi ra thành phố Hà Nội mà xem xe máy vào buổi chiều và buổi sáng sớm đi làm và buổi chiều đi về á, tầm 5-6 giờ, 6 rưỡi đó. Buổi sáng thì khoảng tầm từ 7 giờ kém đến 7 rưỡi á. Gần như là trên hè phố nào cũng gì, xe máy cũng lao vun vút ở trên đó. Chính vì vậy cho nên á, người đi tham gia giao thông đi bộ ở trên hè phố phần đường của mình mà còn bị xe máy đâm chết. Đó. Ở đây, thời Đức Phật tuy là Ngài không nói về tham gia giao thông, bị tai nạn giao thông là chết yểu. Nhưng bây giờ nếu mà Đức Phật mà Ngài xuất hiện vào cái thế kỷ 21 này, hoặc là ở tại đất nước Ấn Độ, ở Việt Nam này, Ấn Độ nhá, thì xin thưa các vị, không có tai nạn giao thông mấy đâu. Chúng tôi đi sang đó cả một nửa tháng trời, đi du lịch, đi chiêm bái các thánh tích của Đức Phật. Cả một nửa tháng trời, các bác tài xế phóng xe thì Việt Nam chúng ta chưa là cái gì cả. Lái xe của Việt Nam chúng ta mới gặp các bác tài Ấn Độ, chúng ta phải gì, phải bái phục bằng gì ạ? Bằng sư huynh. Các vị biết không, họ chạy xe phóng nhanh phanh gấp, nhưng mà gì, đi hết trên đường không có tai nạn giao thông, không gặp một vụ tai nạn giao thông nào suốt 15 ngày đi trên đường đất nước Ấn Độ. Biết vì sao không? Vì họ không say rượu,
Họ không say rượu như Việt Nam chúng ta, không rượu bia như Việt Nam chúng ta. Đi khắp tất cả đất nước độ suốt cả 15 ngày như thế, chỉ gặp có duy nhất có một hàng bán có mấy con gà, nó thịt xong nó treo con gà lên thôi. Duy nhất tôi thấy có một hàng thịt bán ở trên đường suốt 15 ngày, đi suốt ngày trên đường, đến các thánh tích thì không có quán ăn nhậu nhẹt như Việt Nam chúng ta rồi. Chúng ta cứ đến chùa Hương, đến chùa Thầy, đến Yên Tử, đến Bái Đính, đến những cái nơi danh lam thắng cảnh, thánh tích của Việt Nam, thậm chí là những nơi gì linh thiêng của Phật giáo, những nơi đáng nhẽ nó phải là thể hiện toát lên cái lòng từ bi của đạo Phật của chúng ta, đó là chùa Hương, chùa Bái Đính, chùa Yên Tử, vân vân, đặc biệt là chùa Hương. Các vị thấy không? Trước cửa Tam Bảo, đi xuống có một chút thôi, ra khỏi sân Tam Quan thôi, tất cả cửa hàng, hàng trong, hàng ngoài, hàng trên, hàng dưới, nào là thịt cầy tơ, nào là thịt mèo, thịt gì, thịt đủ các loại thịt, có mỗi thịt người là chưa giao bán thôi. Thịt rắn, thịt tê tê, thịt gì cũng là cái loại thú hiếm, các loại động vật quý hiếm bị cấm, bị sách đỏ gì, cấm như là tê tê. Như là các loài rắn gì, các loài rắn như là hổ mang chuối vân vân gì đó, nó không giao ở ra ngoài. Nhưng mà những cái người vào trong á, cái người mà sành ăn, họ vào trong, trong họ ngồi vào, họ hó tai cái người bồi bàn á, ngay lập tức có thịt tê tê ngay, ngay lập tức có thịt hổ chúa ngay, ngay lập tức có thịt nai, thịt hoãng ngay. Đấy là toàn là những loài động vật quý hiếm ở trong sách đỏ Việt Nam chúng ta bị cấm bán, nhưng mà hỏi tới đều có. Chúng ta thế, con người Việt Nam chúng ta thế đó, cái nghiệp sát nó thì nó lớn quá, mà ăn nó thì phải đồng nghĩa với gì, uống, đúng không? Việt Nam chúng ta đã ăn thì phải có gì, có uống, chả có ai ngồi ăn không. Thì mấy ông sư thậm chí bây giờ, xin lỗi các quý vị, sám hối các ngài, một số các quý thầy bây giờ ăn cũng phải có uống, không có uống thì không ăn, thế mới đau như vậy. Ngày xưa thì đáng nhẽ cái việc ăn phải có uống này là chỉ dành cho người thế tục thôi, nhưng bây giờ nó len lỏi vào trong cửa Phật, ăn cũng phải có uống, phải cầm cốc đi chúc nhau. Tôi đi ăn cỗ, tôi sợ nhất là gì? Các quý thầy cầm cốc đi chúc nhau, hoặc là chính quyền, mấy ông kính chính quyền quen đi chúc rồi, cầm cốc đi chúc mình. Mình thì ngại, mình thôi thì cứ phải cầm cái cốc nước ngọt hay cốc nước trắng lên để mà gì, chạm cốc với các ông ấy. Từ ngày xưa mình chưa xuất gia, mình đã ngại cái này rồi, bây giờ xuất gia. Ngày xưa còn bé bé, chưa phải tiếp khách, chưa phải va chạm á, thì không sao, đỡ. Bây giờ thì lớn lớn một chút rồi, phải quan hệ ngoại giao, đi đình, đi đám, va chạm này nọ. Tất nhiên mình thì chạm cốc nước ngọt thôi hoặc cốc nước trắng thôi, nhưng mà cũng thấy rất là ngại, cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Mình là sư, cứ phải đứng dậy nào chóc, chúc sức khỏe nào 100% nào, ngại chết đi được. Nhưng mà thấy mọi người làm cứ như là không, nó thành hình như nó ăn vào cái văn hóa Việt rồi hay sao ấy. Ăn là phải uống, uống là phải chúc nhau. Đấy, hay thế chứ nè. Nó len lỏi vào cả nơi cửa Phật. Cho nên chúng ta thấy vì sao mà ở Việt Nam chúng ta tai nạn giao thông nhiều như thế? Vì ăn là phải uống, mà uống là phải uống nhiệt tình, uống thậm chí say rồi vẫn nghề vẫn cầm lái. Mà chính vì vậy cho nên các vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra, họ nói là chiếm 70% là do gì? Do rượu bia gây ra. Còn có 30% là do bất cẩn và do là cái kỹ thuật và cái lỗi của gì? Xe cộ, phương tiện giao thông mà thôi. Phương tiện giám tha giao thông mà thôi. Đó, còn 70% là do lỗi do rượu bia gây ra. Đó. Còn tôi sang Ấn Độ thì các bác tài phóng rất nhanh, phanh rất gấp. Nhưng mà cái người dân Ấn Độ vì sao họ xử lý rất là chuẩn? Vì sao không có người say rượu? Nói là không có người say rượu thì không đúng, nhưng gần như không có người say rượu lái xe. Phải nói thật là như thế. Vì các vị biết đi là đi suốt cả một nửa tháng như thế, không có quán hàng, quán rượu, ăn uống linh đình ở Việt Nam chúng ta đâu. Đặc biệt là những cái nơi mà cửa Phật, những cái nơi thánh tích như là Bồ Đề Đạo Tràng, như là nơi Phật chuyển Pháp Luân, Phật nập Niết Bàn, nơi Phật thành đạo, nơi Phật đản sinh, những cái thánh địa tứ động tâm ấy, là những cái nơi phải nói là rất đông khách nước ngoài qua lại. Nhưng mà tuyệt nhiên không có hàng quán ăn uống linh đình như Việt Nam chúng ta. Không có. Không có thế nào cả.
Chúng ta tôi mới nhìn và thấy lạ, thế mới hỏi cái chú dẫn đoàn mà người Ấn ạ, thế hỏi bên này thì không hay mở quán ăn này, bảo không thầy ạ. Ở bên này những cái nơi thánh tích như thế này nó linh thiêng, có mở ra cũng không bán được, họ không vào ăn. Họ không vào ăn. Họ bên này cái chuyện ăn uống họ rất là đơn giản, rau dưa củ quả, chiếm 65-70% là dân Ấn Độ ăn chay mà các quý vị. 65% dân Ấn Độ ăn chay trường, mặc dù họ không theo Phật giáo. Những người không theo Phật giáo vẫn ăn chay trường. Đó. Cho nên đi ngoài đường phố họ toàn bán những rau củ quả ăn chay, toàn con trai đi chợ bán hàng các quý vị. Duy nhất gặp hai người con gái đi chợ bán hàng, đi suốt cả 15 ngày, đi qua các chợ lớn, toàn con trai đi chợ bán hàng. Bên kia là con trai là trụ cột của gia đình, con trai phải đi kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con. Nhưng mà một cái buồn cười là con gái đi lấy chồng lại phải có củ hồi môn. Ngược lại, đổi lại con gái đi lấy chồng phải có củ hồi môn. Khác với Việt Nam chúng ta. Đi Việt Nam chúng ta là con trai đi lấy vợ là phải đem gì ạ? Đem của, đem lễ cưới đến gì? Đến nhà bố mẹ vợ mới được đón dâu đi. Nhưng bên kia con gái đi lấy chồng nó phải mang của theo mới gì? Chồng nó mới rước đi. Đấy, chúng ta thấy văn hóa khác nhau. Nhưng đổi lại thì người con gái của Ấn Độ sau khi đi lấy chồng thì không phải lam lũ vất vả nhiều như con trai. Mà con trai sau khi lấy vợ phải đi làm để nuôi vợ nuôi con. Việt Nam chúng ta thì nó bình đẳng hơn, cả trai cả gái đều phải làm, nhưng con trai thì trách nhiệm phải lớn, cũng lớn hơn. Nhưng mà con gái, người phụ nữ, người vợ ở nhà thì phải vất vả hơn. Đã đi làm rồi về còn cơm nước, còn con cái, còn gia đình, còn nội ngoại phải chăm lo hết. Đó chúng tôi đang nói thì vì sao cái tai nạn giao thông nó chết nhiều như vậy? Vì là rượu bia. 70% trên 70% những vụ tai nạn thương tâm là do gì? Do rượu bia gây ra ở Việt Nam chúng ta. Đó. Cả nơi cửa chùa, cửa chiền. Chúng ta biết cái chùa Khai Nguyên này bây giờ thì còn chưa có gì. Nhưng vài năm nữa ai dám nói là ở cửa chùa Khai Nguyên chúng ta không bán gì ạ? Những hàng ăn nào là thịt chó, thịt mèo, thịt dê, thịt hươu, thịt lợn, thịt ngan, thịt ngỗng vân vân đầy cửa chùa. Vì khi đó không phải là những Phật tử đi lễ nữa, mà nó là gì ạ? Khách du lịch. Mà khách du lịch thì họ đến Việt Nam nó quen rồi. Khách Việt, người Việt Nam chúng ta đi du lịch là gì? Đi du lịch, đi lễ Phật là phải ăn, phải uống. Thậm chí đi lễ Phật, đi lễ chùa Hương, đi lễ Yên Tử vân vân đó. Mang con gà để cúng gì? Cúng Đức Ông, cúng xong rồi thì chai rượu con gà cúng xong rồi ra rừng, ra bìa rừng là ngồi chén với nhau. Toàn là người đi lễ Phật đấy. Chiếm phải có phải đến 50-50% những người đi chảy hội chùa Hương và Yên Tử mang theo thịt, theo gà, theo giò, theo gì. Thậm chí lễ đem cả cái thủ lợn lễ Phật xong một cái là gì? Ra ăn, mang cúng giữa Tam Bảo luôn. Có một năm tôi đi Yên Tử thấy họ mang cúng cái thủ lợn ở giữa Tam Bảo luôn các quý vị. Nó cúng giữa Tam Bảo luôn. Thế tôi mới thấy lạ, tôi mới hỏi cái vị trông ở đấy, cái vị đèn nhang ở đấy, sư chú Tiểu. Thế hỏi ở đây cho họ cúng mặn lên Tam Bảo à? Thế chú ấy bảo là ôi thầy ơi, ở đây khách đi lễ thầy bảo nó nhiều như thế quản lý làm sao được. Thôi thì kệ họ, họ thành tâm thế nào thì kệ họ thôi. Mình cũng bảo làm sao được, không thể bảo được. Vì cái lượng khách nó quá gì ạ? Quá đông, nó là tạp nham, nó là hổ lốn, nó là gì ạ? Thánh phàm, đồng cư đều có hết. Cho nên nếu mà sư cũng không thể nào mà quản lý hết được. Vào cái ngày lễ hội mỗi ngày bao nhiêu vạn người như vậy quản lý làm sao hết được. Cho nên thì thôi mặc, miễn là nó được có người trông ở đấy cho nó đừng cãi nhau, đừng chửi nhau, đừng đánh nhau ở trong chùa là được. Thế còn nó muốn dâng cái gì nó dâng thôi. Sư cũng không thể nào mà quản lý hết được, mà bảo hết được. Đó. Quá đông người. Cho nên đấy, chúng ta thấy ý thức. Mà cái thủ lợn nó lễ xong thì đem đi đâu các vị biết không? Chắc chắn xong lại ra bìa rừng ngồi là gì? Xài với nhau. Đấy. Mà thịt thì phải có rượu. Con người Việt Nam chúng ta nó lại khổ thế, ăn phải có uống. Mà cho nên mới chết. Đấy. Chết ở đó thì trong kinh Phật, ngày xưa Đức Phật không xếp cái đó vào loại gì? Chết yểu. Nhưng bây giờ chúng ta có thể xếp cái loại đó vào chính là một trong những loại chết gì? Chết yểu, vì đang khỏe mạnh. Vừa ra khỏi nhà, chào vợ chào con đi làm, đến chiều lại nghe báo tin, nghe gọi điện dần gân bảo gì ạ? Anh ấy chết rồi. Chúng ta có tin được vào tai mình không? Không tin được, nhưng mà nó là sự thật. Đi đến nơi thì thấy đắp chiếu ở đấy rồi, nó sự thật. Hoặc đưa đến bệnh viện và chết ở, để trong bệnh viện, để dưới nhà xác rồi, vân vân. Đó là gì? Một thứ chết yểu.
một thứ triết yếu thương tâm của gì? Của các vụ tai nạn ở Việt Nam chúng ta bây giờ. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta muốn tránh được cái đó, đây là muốn tránh được phần nào thôi, thì chúng ta thì tự chúng ta thì khi uống rượu rồi, say rượu rồi thì không nên tham gia giao thông cầm lái, tức là không cần lái xe máy hay lái ô tô vân vân. Đã rượu bia vào rồi, ngà ngà rồi thì đừng có gì, đừng có cầm lái. Hoặc cũng gì, nên khuyên con dạy cháu chúng ta cho nó cái nề nếp tham gia giao thông là không rượu bia. Mà rượu bia rồi thì tốt nhất không cầm lái, đi xe ôm về cũng được, đi xe taxi về cũng được, hôm sau đến nơi đây lấy xe, đảm bảo an toàn tính mạng của mình, tức là để đảm bảo hạnh phúc cho gia đình nhà mình, bớt đi cái gánh nặng cho xã hội, cho đất nước mình. Đó, đấy chúng là chính là góp phần xây dựng gì? Gia đình và xã hội đất nước của chúng ta ngày một văn minh và giàu đẹp êm ấm đó các quý vị. Đó, cho nên ở đây kinh Đức Phật nói gì? Trời người cũng gì? Do nghiệp mà chết. Trời cũng có những người do nghiệp mà chết các quý vị, chứ đừng có nói là trời là gì, là không do nghiệp mà chết đâu. Bởi vì trên trời vẫn có gì? Trong chiến tranh. Quái trời Tứ Thiên Vương, quái trời Đao Lợi Thiên, đặc biệt quái trời Tứ Thiên Vương thường phải đánh nhau chống chọi với Atula. Chúng ta đừng nghĩ là trên quái trời không có chiến tranh các quý vị, quái trời vẫn có chiến tranh. Đặc biệt là quái trời Tứ Thiên Vương thường phải chống chọi với Atula, thường đánh nhau. Vì sao? Trong kinh Đức Phật nói là cái nhà hàm có câu chuyện kể một hôm tôn giả A Nan thấy là nghe cái tiếng binh khí loảng xoảng trên hư không, ngài chứng được thì sơ quả Tu Đà Hoàn thôi, cho nên cái thần thông của ngài thiên nhãn có lúc thấy lúc không, tuy nhiên không thấy xa như các vị A La Hán, nhưng mà có những lúc thấy thiên này dùng thiên nhãn cũng có lúc thấy, thiên nhãn của ngài tỏ tỏ mờ mờ mà lúc thì có lúc thì không. Người chứng quả Tu Đà Hoàn thì như vậy, cho nên ngài mới nhìn lên trên trời, nghe thấy tiếng binh khí, nhìn lên trên trời, định tâm một cái nhìn lên trời, thấy những đầu rơi máu chảy từ trên trời đầy rẫy hư không. Ngài bạch hỏi Đức Thế Tôn, tại sao có nghe thấy cái tiếng binh khí? Con nhìn lên là thấy rất nhiều những thi thể, chân tay đầu mắt, thi thể của con người rơi từ hư không như thế, hay là con hoa mắt, hay là con bị bệnh. Đức Phật nhân đó mới kể về gì? Một cuộc chiến tranh đang xảy ra giữa quái trời Đa, quái trời Tứ Thiên Vương và các vị Atula. Các vị Atula thì có các vị Atula Vương thần thông cũng chẳng kém, phúc báo cũng gì chẳng kém các vị Tứ Thiên Vương là bao, thậm chí có những vị gì còn thần thông còn mạnh hơn, sức mạnh còn khỏe hơn, còn nhiều hơn. Cho nên các vị Atula Vương đó như là Tỳ Ma Chất Đa Atula Vương, Khư La Khiên Đà Atula Vương, La Hầu Atula Vương, những vị Atula Vương này có sức mạnh biến là gì, một hình một thân hình biến thành vô lượng vô biên thân hình. Đó. Một thân hình có thể biến ra hàng trăm tay, trăm mắt, cầm hàng trăm loại binh khí để chiến đấu với chúng chư thiên ở quái trời. Cho nên bằng cái sức mạnh như vậy, và cái trận chiến đó Atula Vương phá tan được, chọc thủng được cái tuyến phòng thủ đầu tiên của quái trời dục giới, đó là quái trời Tứ Thiên Vương, đánh tận vào gì ạ, gần sát với Diệu Pháp Đường, nơi mà cái thủ phủ của gì, của quái trời thứ hai là quái trời Đao Lợi của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chúng ta thấy khủng khiếp, đánh tận đến đó Tứ Thiên Vương thua trận, chạy gì tán loạn lên tận gì, lên quái trời thứ hai, chạy vào ở trong gì, trong thành, trong Hỷ Kiến Thành là kinh thành của quái trời Đao Lợi. Atula Vương đang công phá ở các cổng thành của Hỷ Kiến Thành ở cung trời Đao Lợi, thì Tứ Thiên Vương hớt hải chạy vào báo cáo bẩm bạch với Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca đó, là chúng chư thiên gì của chúng thần ở canh cổng trời ở cõi thứ nhất ở dưới kia là đại bại rồi. Nếu mà gì Thượng Đế mà không nhanh thì cổng thành phía đông, cổng thành phía nam sẽ bị Atula phá vỡ. Bây giờ chúng chư thiên đang nháo nhác và đang phòng bị ở đó. Thế lực của Atula rất mạnh. Đấy, một cái trận chiến chúng ta thấy khủng khiếp như thế. Và rất may mắn là gì?
Thiên Đế Thích không hốt hoảng, Ngài rất bình tĩnh, vào dùng hương hoa thơm xông ướp thân thể và đi lên đại điện, lên giữa ở Diệu Pháp Đường, nơi mà trước đây Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng đó các quý vị, nơi mà trước đây Đức Phật có thuyết bạch kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này đó, và lễ Phật, và Ngài nhất tâm trì tụng bộ kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ngài tụng bộ kinh này thì bắt đầu vào khởi tụng một cái thì từ trên hư không mưa xuống các loại vũ khí như gươm, đao, giáo, mác, các loại khung vũ khí. Bây giờ thì gọi là gì? Gọi là tên lửa, đúng không? Bây giờ thế giới bây giờ chúng ta gọi là tên lửa. Nhưng ở trên thì lúc đó thì trong kinh Đức Phật nói các loại vũ khí từ trên hư không mưa xuống và gì? Chặt đứt chân tay, thân thể, đầu mắt của gì? Của Atula. Atula gì? Đại bại. Các vị Atula Vương như Tỷ Ma Chất Atula Vương, Khư La Khiên Atula Vương và La Hầu Atula Vương vân vân đó, với một số các vị quân lính Atula Vương thua chạy, chạy vào núi ấy, thì cái đao, gươm, đao, dao mắc từ trên núi xuyên núi xuống, Atula không thể nào mà trốn được trong núi. Chạy vào hang núi rồi, những cái gươm, đao, dao mắc đó xuyên núi để phỏng xuống, cho nên Atula quân lính gần như chết vô số. Và các vị Atula Vương đã chạy, các vị biết chạy vào đâu không? Cuối cùng chạy xuống nhân gian chúng ta, chui vào đâu các vị biết không? Dùng thần thông thu nhỏ lại và chui vào trong gì? Ngõ sen. Chui vào trong ngõ của cây sen. Ngõ cây sen tức là sao? Trong cái cây sen nó có cái gì? Cái cây sen nó mọc lên ở trong cho nó có cái độ gì? Độ rỗng. Và Atula Vương hóa thân, các Atula Vương và Atula gì? Dùng thần thông của mình hóa thành con gì ạ? Con sâu chui vào trong ngõ sen và đao kiếm không gì? Không chọc vào được, không xuyên thủng được. Xuyên thủng gì? Núi. Xuyên thủng hang động, nhưng mà không xuyên thủng được cây sen, ngó sen. Nó cũng có nguyên nhân của nó. Vì sen là biểu tượng của gì ạ? Của hòa bình, biểu tượng của sự thanh tịnh, biểu tượng của sự giải thoát, và là biểu tượng của nơi, biểu tượng của tòa ngồi của Đức gì nhỉ? Đức Phật. Cũng là biểu tượng mà Đức Phật dùng tòa bông sen để thuyết gì? Để trao truyền chính pháp cho Maha Ca Diếp, vân vân. Cho nên chúng ta nói là hoa sen là biểu tượng của sự thanh tịnh, sự giải thoát, sự thanh khiết, cho nên những sự nhiễm ô, những sự vẩn đục không thể làm hại được. Vì vậy mà một cái nhân duyên nữa, đó trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa và một số các kinh Đại Thừa có nói rằng Atula bản tính của nó gì, vốn không phải là ác đâu, nhưng mà gì, họ nóng tính thôi. Bản tính của Atula không phải là ác mà họ nóng tính, rất nóng tính. Vì sao mà xảy ra cuộc chiến tranh đấy? Đức Phật nói là do gì? Do chúng chư thiên, mấy ông thiên tử ở trên các cung trời, Tứ Thiên Vương và Đao Lợi á, yêu mấy cái cô gái của cõi Atula. Các cô gái, con gái của Atula thì đẹp, người đẹp nết, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết, mà còn đẹp hơn cả chúng chư thiên ở trên gì? Cõi trời Đao Lợi nữa. Đẹp hơn các tiên nữ ở trên cõi trời nữa. Nết na thủy mị, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng hay. Các cô đàn ca múa hát rất là giỏi, cho nên mấy ông thiên tử này mê mẩn ra, cho nên cứ xuống là gì, là tán tỉnh và cướp con gái của con Atula. Cho nên mấy ông gì, mấy ông Atula Vương và các vị Atula Nam nó thấy là bực tức. Hai cõi bình thường khi mà không có chiến tranh á, thì cõi Atula và cõi Tứ Thiên Vương vẫn giao hòa với nhau, vẫn qua lại với nhau, biên của mình gọi là cửa biên giới của hai nước gì, hai cõi vẫn gì, vẫn mở, cho nên có cái sự đi lại với nhau. Mấy ông vì mở như vậy thì sao? Rượu của cõi trời Tứ Thiên Vương thì rất là ngon, cõi trời Đao Lợi rất là ngon. Mấy ông Atula Vương và mấy ông Atula Nam thì gì? Lại thích uống gì? Uống rượu. Các vị biết rằng Atula chính là những vị thần. Đây tôi xin lỗi, tôi nói đây không phải tôi nói mà Hòa Thượng, tôi dẫn lại lời nói của Hòa Thượng Đại sư Tuyên Hóa nhé. Ngài Tuyên Hóa nói rằng ở cõi người Atula là những vị nào? Chính là những vị tướng quân vậy. Những vị tướng quân ở ngoài xa trường, ngoài quân đội cầm quân đấy, những người đánh giặc bảo vệ tổ quốc và những người đi xâm chiếm gì bờ cõi đất nước vậy. Những người xâm, những người cầm quân để bảo vệ tổ quốc là những vị tướng gì? Là những vị tướng tượng trưng cho, biểu trưng cho Tứ Thiên Vương, cho quân, cho người gì, cho những người
cấp dưới của Tứ Thiên Vương sai xuống để ổn định, bình định, ổn định thiên hạ, bảo vệ tổ quốc. Nhưng có những vị tướng là gì? Những vị tướng, những vị vua, những vị tướng là chỉ đi thích xâm chiếm nước khác thôi, đem thương đau chết chóc cho gì? Đến cho đồng loại. Thì những vị tướng ấy, những vị vua ấy chính là gì? Là A-tu-la vương. Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa nói đấy chính là A-tu-la vương. Và những vị tướng lĩnh ấy thì rất là gì? Hay nóng giận, hay nóng giận. Họ có binh hùng, có tướng mạnh, nhưng mà hay nóng giận. Cho nên nếu không vừa lòng họ mà cái thậm chí là bị chém ngay ở ngoài sa trường, thậm chí chém ngay ở trong gì? Trong phòng họp luôn. Đó. Cho nên Ngài Tuyên Hóa nói là đấy, ở cõi người A-tu-la vương chính là những vị tướng quân, những vị gì? Làm nghề binh vậy. Đó. Và ở cõi người chúng ta cũng có những vị Tứ Thiên Vương. Quân của các vị Tứ Thiên Vương đó là những vị gì? Những vị tướng quân hy sinh vì đất nước, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ hòa bình của thế giới, của đất nước và của thế giới vậy. Đó, chúng ta thấy cõi trời hay cõi người, A-tu-la hay là Tứ Thiên Vương đều ở trong gì ạ? Ở trong cõi người chúng ta đều có vậy. Ở trong loài cầm thú, Hòa Thượng Tuyên Hóa nói rằng A-tu-la ấy chính là gì? Là hổ, lang, sài, bão, sư tử. Là chim gì? Chim ưng, chim đại bàng, vân vân. Những cái loài gì? Những cái loài thú quái ác, thích ăn thịt đồng loại, hoặc ăn thịt gì? Ăn thịt những loài yếu sức hơn mình, thậm chí to lớn hơn nhưng mà yếu hơn. Đó chính là gì? Trong cầm thú thì đó chính là A-tu-la. Trong loài người, những vị tướng lĩnh quân đội độc ác, thích gây thù gây hận và thích gì? Thích mở các cuộc chiến tranh thì đó chính là A-tu-la. Đây là tôi dẫn chứng lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Bảo là tôi thì tôi bảo là tôi nói như vậy, có khi ngày mai mấy ông tướng lĩnh công an hay quân đội đến xích cổ tôi thì chết toi, đúng không? Tôi không dám nói các ông là A-tu-la, nhưng mà đây là để tôi dẫn chứng bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa nói là đấy. Nhưng mà các vị biết rồi, Hòa Thượng cũng nói là những vị tướng lĩnh quân đội mà bảo vệ tổ quốc, bảo vệ hòa bình thế giới thì những vị đó là những vị gì? Là thiên binh thiên tướng để sai xuống để bảo vệ nền hòa bình. Đấy là hai bên nó đối lập như vậy. Có những vị tướng chỉ thích gây chiến tranh, có những vị tướng thì chỉ thích bảo vệ hòa bình, bảo vệ dân tộc, bảo vệ đất nước của họ, ổn định sự hòa bình chung của thế giới. Thì đó là những vị gì? Những chư thiên tử, những thiên tướng mà phái xuống để đảm nhiệm cái trọng trách ấy. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta, qua cái quyển sách gì nhỉ? Quyển sách gì mà nói về, tôi đọc lâu lâu rồi không nhớ cái tên quyển sách ấy. Nói về tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam chúng ta. Đức Thánh Tản Viên chính là gì? Hóa thân của một trong bốn vị thiên vương đó là gì? Đó là một trong bốn vị thiên vương. Và Đức Thánh Gióng của Việt Nam chúng ta cũng là một trong hóa thân của vị thiên vương của bắc của vị thiên vương trấn cửa trời ở hướng bắc đó. Bắc phương đê đầu lại cha thiên vương đó. Đấy là đê đầu lại cha thiên vương. Chúng ta thấy trong bốn vị thánh tứ bất tử Việt Nam chúng ta thì hai vị đó là gì? Hóa thân của thiên vương, của tứ trấn thiên vương đi xuống rồi. Còn một vị thì là con gái của ai? Của Ngọc Hoàng Thượng Đế, đó chính là Thanh Mẫu Liêu Hạnh. Còn trừ đồng tử thì không thể nói tới là Ngài là hóa thân của vị thiên vương nào. Nhưng mà Ngài là một vị đệ tử của một vị Sa Môn, tức là một đệ tử của Phật, một vị hòa thượng, người Ấn Độ đi sang theo đoàn thương buôn sang Việt Nam truyền Phật Pháp. Và Ngài ở trên một hòn đảo, Ngài đó nói trên hòn đảo, và trừ đồng tử do gặp được vị gì? Do một chuyến đi buôn cùng với vợ của mình là Tiên Dung, đúng không? Là Tiên Dung công chúa để đi buôn và đến cái rừng thuyền trên cái hòn đảo đó, và đi vào gặp một vị sư đó, thì vị sư đó dạy pháp thuật cho đồ trừ đồng tử. Và trừ đồng tử sau khi cho đoàn thương buôn đi buôn hết, rồi buôn hết cả mấy tháng trời quay lại, thì Ngài đã học được thì các pháp thuật với vị thầy đó rồi. Và sau này trở về thì dùng pháp thuật của mình và hóa thân để cùng hai vợ chồng gì tu tập và cùng bay lên trời thành tiên. Chúng ta thấy
Trong bốn vị thánh tứ bất tử thì có đến ba vị liên quan đến cái truyền thuyết đó, là hai vị là hóa thân của Tứ Chân Thiên Vương, một vị là con gái út của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chúng ta thấy bốn vị thánh bất tử bất tử. Rồi chúng ta thấy nếu tới đây, cái này là những cái thông tin chưa chính thức, nói nhỏ thôi nha. Có người nói rằng, có những nhà tâm linh nào nói rằng Đức Thánh Trần của chúng ta, Đức Thánh Trần Hưng Đạo á, cũng chính là gì ạ? Hóa thân của thiên tướng ở trên cõi trời xuống để dẹp loạn và khiến cho cái đất nước Việt Nam chúng ta được thái bình, khỏi cái tay giặc xấu ác các vị Atula lúc đó, tức là các vị tướng giặc của Trung Hoa cái thời đó sang ba lần xâm chiếm Việt Nam chúng ta, đó chính là hóa thân của Atula. Và thầy trò vua tôi nhà Trần lúc đó chính là gì ạ? Là hóa thân của các vị thiên binh thiên tướng đi xuống để dẹp giặc, bảo an cho gì? Cho nhân dân, cho thiên hạ. Đó. Rồi nữa, vừa qua thì có một số những người nói rằng là cụ cố đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta cũng là gì? Do thiên tướng, một vị thiên tướng ở trên cõi trời đi xuống nhân gian chúng ta để gì? Để dẹp giặc. Đấy, đây là những người họ nói lại như tôi, thì tôi chỉ nghe họ nói lại như vậy, một số những nhà tâm linh họ nói lại như vậy. Còn thì thực tế như thế nào thì tôi cũng không có thời gian để nghiên cứu cái đó. Có thời gian thì để nghiên cứu kinh sách của Phật để giảng đạo. Nhưng hôm nay tiện đây thì nói với chúng ta đó, nói với cái chuyện này. Ở đây trong Đức Phật nói là cõi trời, cõi người tùy theo nghiệp báo ứng mà có sự đau khổ, có sự chết chóc mà. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng trên cõi trời là gì? Cõi trời Tiến Vương hay là Đao Lợi Thiên là thuần tịnh, thuần thiện. Không có, thiện nhiều hơn, chấp nhận, đúng như thế. Thiện nhiều hơn thì hơn ác. Cõi chúng ta thì gì? Tùy theo từng điều kiện, hoàn cảnh, thời gian. Giai đoạn nào mà phúc báo của bách gia trăm họ, của những người lãnh đạo từ trên cho xuống dưới làm nhiều việc thiện thì hướng cho muôn dân ấy, làm việc thiện thì thiện nhiều hơn ác. Gặp vào cái lời mà gì? Gặp vào cái thời buổi mà loạn lạc, người lãnh đạo thì tham lam, chỉ lo cho bản thân, lo cho tổ chức của mình ấy, bỏ mặc dân chúng, thì cái ác gì xuất hiện nhiều hơn là thiện. Chiến tranh, loạn lạc, cướp bóc, vân vân, đủ các thứ xảy ra ở trên một quốc gia hay là trên một vài quốc gia, thì chúng ta thấy cái ác gì nhiều hơn cái thiện. Ví dụ như là mấy năm gần đây, từ năm 2011 cho đến nay, 7 năm nay đúng không? Chúng ta thấy mấy quốc gia ở Trung Đông, đó là Syria, đó là Iraq. Chúng ta thấy cái ác nhiều hơn cái thiện, cái thiện nhiều hơn cái ác. Ác nhiều hơn thiện. Mà cả thế giới đều phải hãi hùng với cái ác ấy. Đó là một cái đội quân, gọi đội quân gì nhỉ? Đội quân IS. Khi nó xuất hiện, nó đi đến đâu, nó tuyên truyền cái tư tưởng của họ là gì? Phải nói là cực ác, cực sốc, khiến cho cả thế giới đều phải sốc. Những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đều phải sốc. Vì nó đi đến đâu ai không theo là gì? Giết bỏ. Mà giết ở đây nó không chỉ nó bắn cho tòm một quả thì một phát thì xong đi. Nó lôi ra gì? Nó đứng hàng dàn rồi nó cho đập đầu. Nó lấy búa nó đập đầu các quý vị. Nó dã man đến như thế. Mà súng nó cầm trên tay nó không thèm bắn, nó đập đầu, thậm chí nó cho vào lửa. Có những cái trường hợp nó giết người ấy. Nó cho vào cái gì, làm một cái giọ bằng sắt, cho lên ở dưới nó đun lửa, cứ để cho cháy dần, kêu la thảm thiết và chết dần như vậy. Chết dần, chết mòn như vậy. Còn nó ở dưới thì gì? Nó ngồi nó uống rượu với nhau. Thế kỷ 21 rồi, nhân gian chúng ta còn có những tổ chức ác độc như thế, ác độc hơn là những cái thời kỳ gọi là phong kiến ngày xưa. Đó. Cho nên thì gặp phải những cái lúc mà loạn lạc, quốc gia loạn lạc như thế, đất nước kém phúc như thế, gặp họa như thế thì cái ác lại nhiều hơn là cái thiện. Cho nên nhân gian của chúng ta bấp bênh, bập bùng, khó có thể mà vui tươi, hoan hỉ mãi được. Hôm nay đất nước chúng ta đang thái bình, chúng ta phải gì ạ? Tranh thủ lấy cái lúc chúng ta được sinh vào cái thời thái bình thịnh trị này để mà tu đi.
Chiến tranh loạn lạc không tu được đâu các quý vị, khó lắm. Thậm chí thầy chùa còn không tu được, còn khó tu. Đấy, các vị cứ đọc cái quyển Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, chúng ta thấy cũng ba chìm bảy nổi, chín cái lênh đênh. Có những lúc chúng ta biết là Ngài nổi tiếng như thế, nhưng đi thuyết pháp á, người ta đến thỉnh Ngài đi thuyết pháp, Ngài nhận lời đến cái dân, đến cái khu vực đó để thuyết pháp. Chúng ta biết Ngài thuyết pháp 7 ngày liền, có ai, có bao nhiêu người nghe pháp không? Mỗi ngày duy nhất có một người nghe pháp. Mà trong trước đó thì nhân dân, tín đồ Phật tử ở nơi đó thỉnh Ngài đến, mà ngày xưa phải đi xe hỏa, đi xe lửa đó, đi mất 2-3 ngày mới đến nơi để thuyết pháp. Thế đến nơi một cái gì? Nhân dân lúc đó thì lên thỉnh Ngài thì không biết là có xin phép chính quyền bản địa hay không, địa phương hay không, không biết. Nhưng khi đến nơi thì nó không cho thuyết pháp trong chùa, mà nó cho thuyết pháp để ra hội trưởng thôn để thuyết pháp. Ra hội trưởng thôn thì Ngài đã nhận lời rồi, cho nên Ngài quyết định đến để thuyết pháp. Đến để thuyết pháp, duy nhất có một người đến từ trước, Ngài vào thỉnh Ngài lên thuyết pháp, duy nhất có một người ngồi. Ngài thuyết đến ngày thứ bảy, Ngài vẫn thuyết. Thuyết đến ngày thứ bảy, Ngài mới gì? Mới tỏ cái ý mà nói với cái vị đến nghe pháp đây này: thôi, công việc Phật sự của tôi cũng rất là bận bịu, nhưng mà dân làng với các Phật tử ở nơi đây đã đến thỉnh mời tôi đến để thuyết pháp. Tôi đã nhận lời cho nên đến gì? Tôi thuyết pháp. Nhưng tôi không hiểu là các Phật tử mà đến thỉnh tôi á, trong 7 ngày qua đi đâu hết không thấy một ai, mà duy nhất chỉ có một ông, chỉ có ông sáng đến sớm và giảng xong thì lại về muộn hơn. Dù sao đi chăng nữa tôi rất cảm ơn ông và rất là hoan hỉ vì đã có ông thì nghe ta nói suốt 7 ngày hôm qua, 7 ngày qua. Cái vị kia nói là gì? Là thưa Hòa Thượng, xin Ngài đừng có cảm ơn tôi. Không phải là tôi đến để ngồi nghe Ngài nghe pháp đâu, mà đây là gì ạ? Ban lãnh đạo thôn bảo tôi ra để mở cửa cho Ngài gì ạ? Thuyết pháp. Và đợi cho Ngài giảng xong thì đóng cửa lại. Cho nên nhiệm vụ của tôi là đến mở cửa cho Ngài giảng kinh, và khi Ngài giảng xong thì tôi đóng cửa, chứ không phải là tôi ngồi để nghe Ngài thuyết pháp. Chúng ta thấy không? Bây giờ mà nếu mà gặp một vị sư nào mà nhẫn nhục được như Ấn Tổ thì chúng ta thấy là khó lắm. Rõ ràng nó đến, mời mình về thuyết pháp, mà giờ nó chạy đi đâu hết. Thực tế không phải là nó chạy đi đâu, Phật tử chạy đâu các quý vị. Nhưng mà ở Trung Hoa lúc đó nó đang rơi vào cái giai đoạn mà cải cách văn hóa, cải cách văn hóa, cho nên là bài xích Phật giáo và bài xích các tôn giáo, và chỉ có gì ạ, về đảng thôi, về Đảng Cộng sản Trung Quốc thôi. Cho nên nó hạ nhục gì uy tín của gì, cái uy tín của Tổ á. Thì lúc đó khắp cả nước, khắp cả thế giới, giống như Hòa Thượng Tịnh Không bây giờ á, khi mà nói về một vị tổ sư về tịnh độ thì chắc chắn người số một lúc bây giờ là Ấn Quang Đại Sư. Giống như bây giờ nói về tổ sư của tịnh độ của thế giới bây giờ chắc chắn là Đại La Hòa Thượng Tịnh Không. Đó, cho nên nó hạ uy tín của gì, của Tổ. Nó cho một nhóm Phật tử mấy chục người, hàng trăm người đến để Phổ Đà Sơn để thỉnh gì? Thỉnh Ngài đến đó để thuyết pháp. Đến đó một cái thì nó gì? Cấm tiệt, không cho ai đến nghe pháp. Duy nhất cho một cái ông gì? Đến mở cửa hội trường và đóng cửa hội trường. Suốt 7 ngày như vậy, nhưng mà pháp sư vẫn nhẫn nhục và ngồi thuyết cho gì? Ngài tưởng là thuyết cho một người, nhưng cuối cùng cái người cuối cùng nói là gì? Không, tôi không phải đến đây để nghe pháp, tôi chỉ nhận lời cấp trên đến đây để mở cửa và đóng cửa cho pháp sư thôi, cho hòa thượng thôi. Nhưng Ngài vẫn hoan hỉ và cười và thế à? Và Ngài vẫn hoan hỉ. Chúng ta thấy không? Vậy thì thôi, thuyết pháp quái người không nghe thì quái trời nghe, quái quỷ thần nghe, những người có duyên với gì? Với ta nghe. Ông không nghe thì có những người khác nghe. Dù sao thì cũng cảm ơn ông 7 ngày qua đã đến đây gì? Mở cửa để cho ta vào thuyết pháp, đóng cửa khi ta gì? Ta giảng đạo xong. Chúng ta thấy không? Đó. Chúng ta bây giờ nếu trường hợp đó mà gặp phải tôi thì chắc là tôi cáu ầm lên mất. Vì tôi là phàm phu. Đơn giản vì tôi là phàm phu tăng, còn Ngài là gì? Là Thánh Tăng, là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Đó. Cho nên cái đấy là một bài học cho chúng ta đấy. Một bài học cho các vị pháp sư, một bài học cho những vị gì? Những vị tăng muốn gì? Dẫn thân vào con đường hoằng pháp, giáo hóa cứu độ chúng sinh. Khó, không phải là dễ đâu. Thời mạt pháp này nó khó như vậy đấy các quý vị. Một vị đại sư, một vị tổ sư danh tiếng như vậy,
thuyết pháp không có một người nào nghe. Duy nhất có một người ngồi đó từ đầu cho đến cuối, nhưng mà ngồi để mở cửa và đóng cửa. Chúng ta thấy không? Đó. Cho nên gặp phải cái lúc mà thế thời, thời thế, vận mệnh của quốc gia và vận mệnh của Phật giáo, thì chúng ta thấy thì tu tập khó vô cùng. Đất nước của chúng ta bây giờ, cái thứ nhất là dưới sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước, chúng ta thấy là nhân dân được cơm no áo ấm, cơm no áo ấm rồi. Bốn cái thằng giặc mà vị cha già dân tộc của chúng ta, cha già dân tộc là ai các quý vị nhỉ? Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngài mong gì? Mong đánh được mấy cái thằng giặc đó. Thằng giặc gì? Giặc đói, giặc dốt và giặc gì? Giặc ngoại xâm, đúng không? Mấy thằng giặc đó bây giờ theo cái gì? Theo chúng ta nhìn nhận thì đúng là thằng giặc đói bây giờ chúng ta gì? Đánh gần tan hết rồi. Ở dưới đồng bằng chúng ta thì gần như tan hết rồi. Có mấy nhà ai mà ăn cơm sắn và ăn cơm độn ngô, độn sắn ở dưới đồng bằng chúng ta nữa đâu, đúng không? Đại đa số là ăn cơm trắng rồi. Mà ăn cơm trắng bây giờ, ăn cơm trắng với muối vừng, như muối trắng như tôi mong ước, tôi nói ngày hôm qua là gần như không có nữa. Mà cơm thì có canh, canh là canh ngon nữa cơ, đúng không? Đặc biệt là ở nơi thành phố, nơi thực tế thành phố bây giờ họ không thích ăn thịt nhiều nữa đâu, họ thích ăn rau cơ. Có đúng không? Người thành phố bây giờ họ lại không thích ăn thịt nhiều nữa, họ thích ăn rau. Vì bây giờ nó bão hòa rồi, họ đủ rồi. À, 10 người ở thành phố thì bây giờ các vị có hỏi mà xem 7 người, 8 người họ thích gì? Ăn rau sạch. À, còn ở nông thôn 10 người thì 9 người thích là gì? Thậm chí cả 10 người thích là ăn gì? Ăn thịt ngon. À, các vị cứ đi hỏi mà xem. Vì sao ạ? Và đến những cái nơi vùng dân tộc nữa thì gì? Hỏi cả 100 người thì cả 100 người thích là gì? Cái mình chỉ thích ăn thịt thôi á. À, ăn rau thì chán lắm. Đấy, đến nơi đó mà bảo họ ăn chay thì bảo đừng có khuyên cánh mình ăn chay. Cánh mình ăn chay suốt ngày rồi á, cả tháng có khi mới được giết con gà, hay là thỉnh thoảng mới được gì ạ, được ăn bữa thịt lợn, khuyên cánh mình ăn chay làm gì. Đó, vì cuộc sống gì. Nhưng mà dù sao thì chẳng nữa, họ không đói cơm nữa, không đói cơm nữa, ít như nơi đói cơm. Đó là giặc đói gì, đã gì, dần dần đã được xóa bỏ Việt Nam chúng ta. Giặc dốt cũng gì, cũng dần dần được xóa bỏ Việt Nam chúng ta. À, khắp các nơi vùng sâu vùng xa, thậm chí có những điểm trường học nó chỉ có 4 em học sinh thôi các quý vị, mà cả một cái gì, cả một hệ thống giáo dục. Đảng nhà nước chúng ta mở ra cho cả một hệ thống giáo dục có 4 em học sinh mà gì, cả một ngôi trường. Tất nhiên ngôi trường nó gọi là ngôi trường nhưng thực tế nó, xin lỗi các quý vị, nó không bằng nhà bếp của những người ở dưới đồng bằng chúng ta này. Có 4 cái cột, 6 cái cột dựng lên, hoặc là 8 cái cột dựng lên. Nếu 2 gian thì 6 cái cột, 3 gian thì 8 cái cột dựng lên, trên lợp mấy cái tấm lá cọ hoặc là mấy tấm bờ lô. Ở chung quanh thì mấy cái cây tre buộc ngang, buộc dọc vào. Có một cái bảng đó hình như là cũng đi xin thì phải. Cho nên cái chân không có, dùng cái cây, mấy cây buộc thành cái chạc ba ra đặt cái bảng lên. Bàn ghế thì không biết đóng từ năm nào. Cái thì gãy chân và buộc bằng cái cành cây, cái thì phải kê bằng đá. Nhưng dù sao đấy cũng là một điểm trường học. Một điểm trường học. Đó. Vẫn có các thầy cô giáo đến dạy 4-5 em học sinh thôi. Để xóa gì? Xóa bỏ cái nạn mù chữ theo như cái tâm nguyện của vị cha già dân tộc của Việt Nam chúng ta. Tất nhiên cái này thì nó cũng còn gì, nó còn chênh lệch về mặt giáo dục. Ở Việt Nam chúng ta chênh lệch khá nhiều. Đó là đồng bằng và miền núi. Đó, đặc biệt là những nơi vùng sâu vùng xa. Thì chúng ta cứ đi đến mới thấy. Ngày xưa chúng tôi đi làm từ thiện mấy lần rồi, đến những cái điểm trường đó thấy tang thương lắm. À, tang thương. Trong một vài năm tới thì đạo tràng chúng ta thì nên hướng về những cái nơi vùng sâu vùng xa để xây dựng những cái trường học cho các em thì tốt. Mỗi năm cố gắng xây lên 1 hoặc 2 điểm trường. Có làm được không? Mỗi điểm trường như vậy nó chỉ khoảng 300 triệu thôi các quý vị. 3 đến 500 triệu là chúng ta xây được một ngôi trường cho khoảng độ gì? 3 đến 50 em học sinh cấp 1 hoặc cấp 2. Có phát nguyện làm không? Làm nhá.
Bắt đầu làm thì từ sang năm 2019 trở đi là kêu gọi là làm luôn nhá. Mỗi một năm ít nhất là được 1 đến 2 điểm trường nhá. 3 đến 500 triệu thì sẽ làm được một điểm trường như thế. Rồi bắt đầu từ sang năm đầu 2019 chúng ta pháp hội đầu xuân 2019 chúng ta kêu gọi luôn và bắt tay vào làm luôn, xin phép các cấp chính quyền ở các tỉnh vùng sâu vùng xa ấy, các huyện và các xã vùng sâu vùng xa ấy, chúng ta đi chọn và chúng ta làm. Đấy, giặc đói, giặc rốt, giặc ngoại xâm thì xóa xong rồi. Bây giờ chỉ có phải lo bảo vệ Tổ quốc thôi, bảo vệ đất nước thôi. Cho nên là Phật tử, là tăng ni, là Phật tử, chúng ta phải biết yêu chuộng hòa bình, phải biết quý trọng cái gì chúng ta đang có. Đừng có nghe một số những người xấu mà bảo để nổi lên để biểu tình, để chống đối, để gây bạo loạn thế này thế khác. Đất nước mà bạo loạn thì nổi ra sáo thịt các quý vị. Lịch sử Việt Nam chúng ta nhiều lúc rồi, nhiều lúc xảy ra cái chuyện là nội chiến, anh em huynh đệ tương tàn tương sát lẫn nhau. Con người Việt Nam và người Việt Nam chúng ta tương tàn tương sát lẫn nhau. Chúng ta cứ đọc lịch sử xem, trước thời Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước làm cách mạng, Việt Nam chúng ta có rất nhiều tổ chức chính trị đứng lên để gì? Để đánh giặc, vận động đánh giặc. Nhưng giặc chưa đánh mà gì? Chính các tổ chức với các tổ chức mâu thuẫn với nhau mà đánh nhau rồi. Trong đó là có cả tôn giáo, và tôn giáo gì cũng đánh nhau rồi. Đó, chúng ta thấy. Vì vậy mà là Phật tử chúng ta phải biết yêu chuộng và phải biết trân trọng những cái gì chúng ta đang có. Vậy đó là gì? Chính là hòa bình. Nhớ lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lại dạy đồng bào cả nước chúng ta là gì nhỉ? Không có gì nhỉ? Không có gì quý gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Cho cơm, cho áo, cho gạo, cho tiền mà không có độc lập, không có tự do á, có quý không các quý vị? Họ cho cơm, cho áo, cho gạo, cho tiền mà chúng ta làm nô lệ thì chúng ta vẫn như là một gì ạ? Một con chó đi trong nhà cho chủ thôi, vẫn là người đi làm thuê thôi, có đúng không? Chúng ta làm ra được bao nhiêu những cái tài sản quý hiếm, khai thác ra gì các loài gì quý hiếm như là mỏ này, mỏ nọ, mỏ kia, họ đem bán, họ đem cái lợi tức, cái lợi kinh tế đó họ đem về đất nước, xây dựng đất nước họ. Còn đất nước chúng ta là một nơi gì? Nơi thuộc địa, đúng không? Họ thuộc là một nơi thuộc địa, mà nơi thuộc địa thì họ chả muốn xây dựng cái gì bền vững cả. Chúng ta thấy Pháp Đô hội chúng ta gì bao nhiêu năm, họ có xây dựng cái bền vững không? Họ chỉ xây dựng cái trụ sở của họ thôi, những cái nơi mà họ làm việc, những nơi họ ở thôi, những nơi họ nghỉ mát, nghỉ dưỡng thôi. Và còn công nhân và nhân dân chúng ta gì, họ bóc lột đến tận xương tận tủy. Các cụ già già ở đây có biết không? Chắc biết đúng không? Trước năm 45 nó biết đúng không? Có không? Có các cụ ngày xưa ở đây trước năm 45 đi làm công nhân không? Giơ tay xem nào. Ơ, sao không có? Có giơ tay cao lên, có, ở dưới kia có đấy. Đó, khổ lắm. Làm đâu có phải được tự do như bây giờ. Đến giờ nghỉ thì nghỉ, đến giờ ăn thì ăn đâu. Nó mà hôm nào nó muốn làm thêm, tăng ca lên mà không làm, đói cũng phải làm. Không làm nó cho gì? Cho quân lính nó quất cho, nó đánh cho. Thậm chí chống đối thì nó cho bỏ vào tù, nó bỏ cho bỏ nhốt vào tù, nó cho đói ra mấy ngày thì biết tay. Đó, cho nên đó, Bác Hồ mới nói là không có gì quý hơn độc lập tự do. Cơm áo gạo tiền quý thật, nhưng mà không có độc lập tự do thì cũng vứt hết. Cho nên hiện nay thì chúng ta phải biết quý, tiếc, phải biết trân trọng và bảo vệ những cái gì chúng ta đang có. Và điều quan trọng là gì? Chúng ta nhân cái cơ hội này dành thời gian để tu tập cho gì? Cho nhiều vào, cho tốt vào. Mấy chục năm trước, 40-50 năm trước, nếu mà sau trước năm giải phóng 1975, chắc chắn chúng ta không có điều kiện, hoàn cảnh và thời gian mà ngồi với nhau giảng pháp, mà nghe, mà tu tập như thế này đâu các quý vị ạ. Không có, chắc chắn là không có. Trước năm 1975 chắc chắn không bao giờ có một cái đạo tràng vài nghìn người ngồi nghe pháp trang nghiêm, thanh tịnh, bình an như thế này. Không có, chắc chắn không có. Cho nên tôi mới nói với các quý vị là thời gian này là thời gian tốt nhất cho chúng ta tu tập. Đảng, nhà nước, chính phủ cũng tôn trọng tự do tín ngưỡng của các tôn giáo, chứ không phải riêng Phật giáo đâu, mà các tôn giáo Việt Nam đều được tôn trọng. Miễn là gì? Anh đừng có chống đối,
Anh đừng có gì kiếm cớ để biểu tình, kiếm cớ để chống đối, kiếm cớ để phá hoại cái nền hòa bình độc lập của dân tộc, của đất nước mà cha ông chúng ta, người thân chúng ta đã bỏ rất nhiều xương máu để bảo vệ cái chủ quyền, cái lãnh thổ, cái đất nước này, đem lại cái sự hòa bình, thịnh trị và độc lập tự do cho đất nước này. Đó. Không chống đối ấy, thì chúng ta cứ làm đúng pháp luật, thì chúng ta hành đạo, chúng ta tu đạo, chúng ta hành đạo, chúng ta hoằng pháp, chúng ta muốn theo bất cứ tôn giáo nào đều được. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ phải nói quả thật là muốn theo bất cứ tôn giáo nào đều được. Một vị đảng viên muốn đến gì? Đến chùa lễ vô tư, muốn đến nhà thờ để lễ vô tư, muốn đến các nơi thánh thất của đạo Cao Đài hay đạo Hòa Hảo lễ vô tư, muốn đến các nơi thánh địa, cái nơi đất thánh của đạo thì như Việt Nam chúng ta có mấy tôn giáo được công nhận, 6 tôn giáo, 7 tôn giáo được công nhận: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi giáo. Muốn đến cái nơi thánh địa thánh thất của đạo Hồi để lễ cũng được, không ai cấm cả. Ngày xưa thì đến nơi đó để đi ra thì khó, sẽ bị theo dõi, sẽ bị gì? Ghi băng, ghi hình, vân vân. Nhưng bây giờ thì đi vô tư, vì pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là cái luật tôn giáo, và được chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 vừa qua đó. Tôn trọng tất cả những cái tự do tín ngưỡng của người dân Việt Nam chúng ta, tin hoặc không tin, theo hoặc không theo tôn giáo, Đảng, Nhà nước gì tôn trọng, bảo vệ cái quyền của mọi người tin hoặc không tin, theo hoặc không theo các tôn giáo. Ngày xưa thì hơi khó, bây giờ thì vô tư. Ngày xưa những người theo Phật chúng ta mà muốn làm chính trị ghi vào trong hồ sơ phải tôn giáo không? Không, đúng không? Ví dụ như là những người chúng ta quy Tam Bảo, tức là những người theo Phật rồi, nhưng làm vào trong hồ sơ hỏi tôn giáo không, vẫn gì ạ? Vẫn nói dối là gì? Là không, vì mục đích, vì miếng cơm manh áo, cho nên vẫn bảo là không. Nhưng bây giờ thì gì? Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 có luật tôn giáo rồi á, được Quốc hội thông qua rồi, chúng ta thấy kể cả những người gì ạ? Những người đảng viên mà họ có niềm tin với một tôn giáo nào đó, họ gì? Họ ghi là gì? Có vào đó cũng không sao, cũng không sao, bây giờ không nặng nề nữa. Họ có thì họ bảo là có, đấy là người gì? Người rất chân thành, rất chân thật đó. Mấy đứa em, mấy đứa cháu nhà tôi mà, tôi là người đi tu thì các em, các cháu nó đều quy Tam Bảo hết cả rồi, nhưng mà ghi trong hồ sơ lý lịch trước đây vẫn ghi là gì? Tôn giáo không, vẫn ghi là không. Đấy. Tôi không phải là người nhà tôi đâu, bây giờ tôi xin hỏi tất cả các Phật tử ở đây, các vị xem, đã quy Tam Bảo rồi, đại đa số rồi đúng không? Bây giờ làm một cái lý lịch, giờ đi đâu mà làm một cái lý lịch, tôi dám khẳng định đến 99% các vị hỏi tôn giáo không cũng ghi là gì? Không. Vì sao? Vì sợ mình bị điều tra, bị theo dõi, hay bị nghi ngờ, hay bị một cái gì đó vân vân ẩn đằng sau. Nhưng bây giờ không phải sợ nữa, có luật pháp bảo vệ chúng ta. Chúng ta tin, chúng ta theo một tôn giáo mà được Đảng, Nhà nước công nhận thì không có vi phạm cái gì cả, đúng không? Không vi phạm cái gì. Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã công nhận 6 tôn giáo được hoạt động chính thức ở Việt Nam, được gì? Có quyền hoạt động, bày tỏ cái chính kiến của mình, được xây dựng chùa chiền, thánh thất, các nhà thờ, nhà nguyện của mình theo đúng quy định của pháp luật nhà nước. Đó là anh phải xin phép, anh có đất và anh phải xin phép. Sau khi được cấp phép xây dựng, anh làm đúng các quy trình, thủ tục, anh sẽ được hoạt động, được đăng ký hoạt động và hoạt động bình thường. Và anh được thu nạp tất cả những tín đồ của mình bằng tất cả các tầng lớp xã hội. Thậm chí một vị đảng viên nọ gì, họ muốn là tôi muốn theo một cái tôn giáo này thêm để vấn đề tâm linh của tôi. Bây giờ thì họ ghi vào tôn giáo không, ghi là gì? Có. Ghi là nếu theo đạo Phật thì là đạo Phật, nếu theo gì? Tin lành thì ghi là tin lành, nếu theo Cao Đài thì ghi là Cao Đài, nếu theo Hòa Hảo thì ghi là Hòa Hảo. Không sao cả. Đó. Đấy, thì chúng ta thấy pháp luật Việt Nam chúng ta bây giờ thì chúng ta thấy là được cởi mở gì? Rất là nhiều. Cái sự tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo phải nói là rất là tốt. Chúng tôi là một chức sắc tôn giáo, tôi thấy cái điều đó thì rất là tốt. Ở đây thôi, trở lại bài.
nói chính trị nhiều quá, người ta lại bảo tôi là gì? Là một nhà làm chính trị hay là một nhà ông sư thì chết. À, do khổ. Tôi ngồi lên trên này mà tôi cứ nói cái gì ấy, nói cái gì mà tôi cứ thế là nói thôi, tôi chả có suy nghĩ gì nhiều đâu. Cái gì chúng tôi biết thì chúng tôi nói, cái gì thấy nó là sự thật thì chúng tôi nói. Chứ nói thật với các quý vị, tôi không theo một tổ chức chính trị nào, kể cả Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà tôi cũng không bài xích, tôi không chống đối. Tôi chỉ cảm ơn thôi. Theo như lời Đức Phật dạy là cảm ơn, tứ trọng ân là ân quốc gia xã hội. Thì tôi chỉ lo để báo ơn. Nhờ có Đảng, có nhà nước, có chính phủ, cho nên là chúng ta thì mới được ngồi ở đây. Thì tôi chỉ nhớ cái ơn đó Phật dạy, tôi báo ơn như thế nào, báo ơn như thế. Còn thì cái việc mà tôi theo duy nhất là có một ông thôi, có một tổ chức thôi. Đó là ông gì các vị biết không? Ông Phật. Một tổ chức đó là tổ chức gì các vị biết không? Đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó. Nơi mà tôi gì gửi gắm thân xác, gửi gắm gì tinh thần và gửi gắm gì cái chí nguyện của tôi vào, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là tổ chức duy nhất mà tôi gì tôi theo. Một ông duy nhất mà tôi gì tôi quy y, đó là ông gì? Ông Phật. Đó. Có vậy thôi. Nhưng mà cái gì thì chúng ta thấy, cái gì là sự thật ở thế gian, nó đúng thì chúng ta phải nói nó là đúng. Chứ không được đổi trắng thành đen, nói đen thành trắng được. Như thế là chúng ta vọng ngữ. À, là không phải. Ở đây, trở lại bài thì chúng ta thấy là Đức Phật dạy là sao nhỉ? Là chúng chư thiên ở cõi trời, cõi người tùy theo nghiệp báo mà cũng có sự đau khổ. Khi mà chết chóc, thần chết vừa đến gõ cửa. Vừa đến gõ cửa tức là chưa chết đúng không? Đang trong khoảng giai đoạn gọi là gì? Hấp gì? Hấp hối. Mà lo sợ thấy cái cảnh gì, cái cảnh ác hiện ra. Như là mấy tháng trước có một trường hợp các Phật tử đến nói với tôi là bà mẹ trước đây á, mở quán hàng thịt gà, vừa giết gà để bán cả con cho người ta, vừa là mở cái quán gọi là cái gì bún gà hay cái gì gà ấy à, cái gì đấy, bún hay phở gà hay cái gì đó, vừa giết bán cả con lại vừa làm đó, cho nên giết không biết bao nhiêu năm, chắc phải đến 20-30 năm, lâu lắm. Năm nay bà cụ là gần 90 tuổi rồi. Phật tử nói rằng mẹ của con khi sắp chết mắt cứ trợn ngược lên và gì tự lấy gì tay của mình cào cấu vào thân thể của mình cho thâm tím ấy lại, thâm tím ấy lại, và toàn kêu là gì, đừng có mổ tôi, đừng có mổ tôi. Mà mổ mình thì các vị biết là con trâu có gọi là mổ người không các vị? Hả? Con chó có gọi là mổ người không? Con chó mà nó cắn người thì gọi là gì? Gọi là cắn. Mà con gà có gọi là nó cắn người không? Gọi là gì? Mổ. Cho nên bà cụ kêu là gì? Đừng có mổ tôi, đừng có mổ tôi. Thực tế có ai mổ đâu, có con gà nào mổ đâu các vị. Tự tay của cụ gì ạ? Từ tay giơ lên để méo về, để rằng để ngoéo cái thân thể của mình cho thâm tím hết lại mà nói là gì? Đừng có mổ tôi. Đó, đau đớn như vậy, khổ cực như vậy. Và bà cụ cứ trợn mắt lên mà cứ đêm đêm, vào lúc chập tối mặt trời lặn một cái là gì? Kêu gào thảm thiết. Con cái chạy lên là y rằng là cụ đang gì ạ? Đang tự tay cấu véo thân thể của mình mà nói rằng đừng có mổ tôi, đừng có mổ tôi, xin tha cho tôi. Nhưng mà tay mình cứ gì? Cứ véo mình thôi. Phật tử này nói hỏi với tôi rằng bây giờ thì làm thế nào? Con thương mẹ con lắm, không biết làm thế nào. Con nghe mọi người giới thiệu là ở trên này thầy có thể giúp được cái vấn đề đó. Thì tôi bảo là tôi thì không giúp được cái gì đâu. Nhưng mà Bồ Tát Địa Tạng có thể giúp được. Với điều kiện là Phật tử về phải phát nguyện ăn chay ít nhất là 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Phát đại nguyện như vậy một ngày tụng hết gì? Hết 3 quyển kinh, quyển thượng, quyển trung và quyển hạ của bộ kinh Địa Tạng này, sáng, chiều và tối, cùng thêm phóng sinh tu phúc để hồi hướng gì? Sám hối nghiệp chướng cho mẹ của Phật tử. Thế Phật tử hỏi rằng, thế chúng con tự làm có được không? Bảo được, phải tự làm. Tự mình phải phát bồ đề tâm, tự mình phải thay mẹ mình để khi mẹ mình đang nằm lên trên giường bệnh
không thể nào mà làm được cái việc đó nữa. Thì bây giờ con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại phải thay gì? Thay người thân của mình để làm việc đó. Như Kinh Địa Tạng nói là có thể làm thay được. Đó là gì? Phát nguyện, ăn chay trường, không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu, nhất tâm thọ trì, đọc tụng bộ kinh này một ngày ba thời, sáng thì quyển thượng, chiều quyển trung và tối quyển hạ. Đấy, phát đại nguyện thì phải chia thời đến như thế để làm gì? Để còn niệm Phật nữa. Tụng quyển thượng xong dành thời gian để niệm Phật nữa, tụng quyển trung xong dành thời gian niệm Phật nữa, tụng quyển hạ xong dành thời gian niệm Phật nữa. Đó, nhất tâm như vậy. Và Phật tử này về, tôi bảo là đến thỉnh cái đài có giảng kinh Địa Tạng của Hòa Thượng Tịnh Không hay của chúng tôi thì tùy theo, hay của bất cứ người nào, miễn là giảng kinh Địa Tạng. Nhưng tất nhiên giảng kinh Địa Tạng thì có quý vị phải xem xét lại xem quý vị thầy đã có giảng gì, có phù hợp với căn tính của chúng ta không. Nếu phù hợp thì chúng ta thỉnh về để gì? Cho nghe. Tôi bảo vị này thì thỉnh cái đài có giảng kinh Địa Tạng về cho bà cụ nghe, cứ để lên trên đầu giường để bà cụ nghe, câu được câu không kệ, không quan trọng cụ nghe được hết hay không, mở lên đấy cho bà cụ nghe. Và bắt đầu vì là về tụng kinh được sang ngày thứ ba thì bà cụ gì, không véo mình nữa, không véo mình nữa. Hết ngày thứ ba sang ngày thứ tư thì bắt đầu bà cụ gì, tỉnh táo hơn và nói rằng gì, đói quá muốn ăn. Đứa con mang gì, mang cháo lên cho ăn, mang sữa cho uống. Uống xong đến ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì bà cụ gì, bà cụ ấy bảo rằng hôm rồi á, mày đọc cái gì mà tự nhiên tao thấy gì, một đàn gà rất là nhiều, gà trống, gà mái, toàn những cái con to như con trâu ấy, gà nhưng mà to như con trâu các quý vị ạ. Nó đến là gì, nó đuổi theo tôi, nó rượt theo tôi, không biết mày làm cái gì mà tự nhiên là chúng nó sợ, chúng nó chạy hết. Nó chạy hết, nó cứ đuổi theo tao, nó mổ tao, nó đòi giết tao mà gì, mày làm cái gì mà gì, nó chạy hết. Tao thấy mày đứng theo mày đuổi, mày xua nó vào, thấy nó chạy tan tác hết, thế là gì, tao mới gì, tao mới thoát chết. Đó, nói với con gái của mình như vậy. Và sau đó, qua 7 ngày sau thì bà cụ này cứ bảo con là gì? Con nó, lúc đó nó khoe là gì, nó đọc kinh Địa Tạng, lên đọc kinh Địa Tạng. Và mở đài thì bà cụ nghe câu được câu không thì cũng hiểu ra một tí rồi. Bây giờ bảo là ai giảng ở trong kia đấy, thì bảo là sư thầy trên chùa Khai Nguyên. Thế bà cụ nghe, bà cụ mà ừ, thế tôi nghe gì, tôi nghe thấy mấy hôm rồi, tôi nghe lúc được lúc không, cứ nghe vẳng vẳng ở trong tai một cái tiếng ai đó khuyên tôi là gì ạ, khuyên tôi phải niệm Phật đi, khuyên tôi phải làm thiện đi. Thế cho nên là tôi cũng gì, tôi cũng trong cái lúc mơ màng tôi gì, tôi cũng niệm Phật. Cho nên tôi niệm Phật vì vậy mà gì? Mà lúc tôi niệm Phật tôi thấy là tâm tôi gì? Bình an, không sợ sệt gì cả. Và bắt đầu từ hôm đó bà cụ cứ bảo con gái của mình là ngày ngày mày phải đến đây thì đọc kinh cho tao nghe. Đó, đọc kinh cho bà ấy nghe, cho bà cụ nghe. Đọc xong một thời gian sau, qua 21 ngày thì tự nhiên là cụ gì? Cụ đòi bảo khỏe rồi, khôi, ngồi ăn uống được, ngồi dậy và đi lại ở trong nhà được. Chúng ta thấy không? Đó, đi lại được, 90 mấy tuổi rồi vẫn đi lại được.